Triển lãm quốc tế lần thứ hai về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ Food and Hotel Hà Nội 2023 đã khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm thu hút hơn 113 nhà trưng bày đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tới tham dự. Sự kiện nhằm mục đích xúc tiến thương mại, tạo cầu nối để các thương hiệu quốc tế đến gần với những nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú tại Việt Nam. Ban tổ chức mong muốn đây sẽ là điểm đến cập nhật những thông tin xu hướng mới nhất về ngành, đồng thời tôn vinh ươm mầm những tài năng trẻ trong ngành ẩm thực pha chế. Bên cạnh hoạt động trưng bày nhằm kết nối giao thương triển lãm, còn có các hội nghị về ngành nhà hàng ẩm thực, hội thảo chuyên ngành và nhiều cuộc thi như Đầu bếp tài năng Hà Nội lần thứ hai, tranh tài pha chế Việt Nam Barista Competition hay thử mùi cà phê Việt Nam Aromaster Championship.